Bây giờ bà sẽ muốn đi phẫu thuật bí không? Phẫu thuật nè. To đấy. To đi. To là to. Đấy, thế đấy là thế là nếu mà bà mông to cho được cái mông to không? Phẫu thuật ra một cái răng lại. Bà thấy bà cho nó dài một tí, cái này mới 3 phần rồi. Nào nó 5 phần chứ. Này là... Nhưng mà ăn cơm thế nào nhỉ? Ăn cơm lấy thế này lấy nào. Con tháng ngày sau làm cái mơ mùa dạ răng đấy. Cơm nó dài dài thế này. Thông cái đó rồi. Tầm đây đó rồi. Bà sẽ bây giờ nha, ví dụ bây giờ bà có tiền khoảng tầm 100 triệu bà sẽ đi nâng cái gì? Nâng mông này. Nâng cái bụng to. Nâng cái bụng to. Nâng bụng to. Cái bụng to đấy gặp anh Khạp là không cần nâng rồi đúng không? Đấy, nhưng mà nâng gì đúng không? Nâng cũng nâng. Thế răng còn răng có sửa không? Sửa tối chứ biết sửa thế nào được. Kệ nó thôi nhỉ. Ấn vào thôi nhỉ. Ấn nó cúp vào thôi nhỉ. Nhưng mà chờ ấn vào đấy không. Cúp vào có khi ăn cơm, có khi vào dễ hơn nhỉ. Nó không bị rơi vãi ra ngoài nhỉ. Anh cho cái kia mấy mồm dưới nó dài tí, nó... Nó che còn lâu mới nó dài. Hướng nó xuống đây. Bà thấy ngay bây giờ bà ví dụ bà thử thổi lửa nha, nếu mà thổi lửa thì bà sẽ thổi như nào, sao thổi như nào? được đấy đúng không? Không được. Thế bà sướng không? Bà sướng không? Thổi sáu cho. Không, bây giờ bà sướng thổi như nào? Không có răng đâu, thổi nó không được tròn. Bây giờ nó không lên tiếng được. Cái răng đấy nó hở nhiều quá rồi. Thổi sáu mồm mà. Một người thì kể một người thì món người xem ai thổi chính xác hơn. Xem giữa đường đi. Ai đi ngay. Bà sướng huyết sáo thế nào? Bà sánh với sáo thế nào? Nào hít lại thế nào? Vẫn đua bà món thôi. Đấy, bà món thế nào? Bà sướng à? Kêu một tí này cháu này. Đấy, cháu như thế cơ mà. lại nào. Này, bây giờ làm theo kiểu cháu nha. 2, 3. Kêu đâu. Cái bà sướng sáng nay đi tìm ăn được bao nhiêu cân? Hôm nay không được đi đâu. Đi bàn tấm để sáng cháu rồi. Thế bà sánh sáng nay được bao nhiêu cân? Hôm nay đi được 30 cân. 30 cân, ấy ra. Hơn 30 cân. Thế 37, 21. 3721 thế là được 201 đúng không? 374. Nhớ 1 20 nhỉ. 3714 nhớ 1 20. 374 mà có 721 chết đi quấn đi đấy. Thế được 30 cân thế là được 201. Hơn 30 cân. 34 cân, 4728 nữa. Được 33 cân. Thế là được 240 đấy đúng không? Gần được 240 còn thiếu 2000 nữa thôi. Thế là sáng nay mua gì? Trưa nay mua gì để ăn? Chưa mua. Để tiền dành đi với anh Khạp thôi đúng không? Thế bà tiệp sáng nay có đi không? Bà tiệp đi đến nửa đường rồi về thôi. Mưa đó, hôm nay mưa to quá đúng không? Không chịu quỷ nào. Hôm nay mưa to. Đi đến nửa đường lấy đi. Đã đi đến đấy, đi lên đi tìm. À,
hôm nào bốn bà cháu mình đi 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 tìm cua đi nhỉ. Mưa này là có cua đấy nhá. Có một hai con để giống thôi. Lấy ra. Không, để giống, để đào nước ra thôi. Đào nước mà hả mía? Con thương mưa rồi, ăn mì kí mê cãi tổ hông mô mà. Bây giờ cả ba bà, hai ba cười một cái xong có cười to. Hai ba cười, hai ba. Đấy, cười được luôn. Khóc cái nào, khóc cái nào. Bây giờ khóc cái nào, khóc cái nào, bà sẽ khóc cái nào. Bà sẽ khóc cái nào. Khóc cái nào. Nói.